nó cũng đã được Samsung luyện tập rất là nhiều rồi, nó thích hợp với đội hình của Samsung. Và nó cũng là lý do tại sao nó thích được khác là khai zip của phía Long Du. Thì lần nữa quay đấu này và Gamma dành cho Gorilla, còn Lip Lăng phía đường giữa dành cho Fly, thì có nghĩa đây là một con bài rất mạnh khi bên phía đội 2 đó, tức là đội Samsung, họ không cấm Lip Lăng mà không cấm Rev, tức là Long Du đã có cơ hội lấy được cái Lip Lăng. Tôi nghĩ là đó có là một phần đó chủ đích của phía Samsung khi nhả vị tướng này ra. Đúng, Lip Lăng đồng ý là một vị tướng rất mạnh ở khu vực đường giữa, nhưng cách khắc chế vẫn là có. Và thậm chí là nếu như lấy Cocky cầm cho mình đó là kiệt sức ở khu vực đường giữa, thì có thể đối đầu với Lập Lăng. Cái lượng sát thương mà Lập Lăng gây ra nó sẽ bị giảm đi bởi cái kiệt sức đó đến từ Cocky, và khi đó Cocky hoàn toàn có đủ khả năng để thể trade down ngược trở lại. Và với cái lối lên phép bổ trợ thông thường của Lập Lăng khu vực đường giữa là: một là bạn lấy cho mình thiêu đốt để YOLO, hai là bạn lấy cho mình dịch chuyển để có thể có tăng tính cơ động hơn của con bài Lập Lăng này, thì cả hai phép bổ trợ đó thì thực ra Cocky không hề ngại lắm. Rồi bây giờ nói qua một chút xíu về con bài hỗ trợ của Gorilla, đó chính là Kama. Đây là con bài tôi rất thích, và thật ra nó, tôi nghĩ nó tốt hơn so với con bài Lulu mà anh ta lựa chọn ở ván.